là nếu mà 100 điều tốt mà một điều không tốt thì hoàn toàn sẽ vứt đi. Tức là nếu mà không... Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh của Ngọc Giao Ban. Ngày hôm nay thì Ngọc Giao Ban lên với các bạn về tất cả những cái sản phẩm đang có tại Ngọc Giao Ban. Tại cơ sở 4 của Ngọc Giao Ban tại số 17 Phạm Ngọc Thạch, thành phố Hưng Yên. Và ngày hôm nay đây thì là Ngọc Giao Ban muốn chia sẻ nhiều hơn về những cái sản phẩm đang có tại Ngọc Giao Ban để các bạn có thể lựa chọn cũng như là cùng xem qua về cái cơ sở của Ngọc Giao Ban, một trong những cái điểm bán những cái dòng sản phẩm nội địa Nhật, gần như là có rất nhiều sự lựa chọn để cho các bạn có thể lựa chọn cho chính mình. Thì chúng ta sẽ cùng đi tham khảo một vòng để các bạn có thể là nhìn thấy tất cả những thứ đang có tại Ngọc Giao Ban, để các bạn có thể hình dung cũng như các bạn có thể lựa chọn một cách nhiều hơn. Thì cũng chia sẻ với cả mọi người rằng là đây là một trong những cái điều rất là tâm huyết của Ngọc Giao Ban khi xây dựng lên một cái cơ sở như thế này. Thì đó là với cái mong muốn rằng là mang tới một cái nơi để mà mọi người có thể là lựa chọn tất cả những cái dòng sản phẩm nội địa Nhật, và đặc biệt khi mọi người tới đây thì mọi người sẽ thấy được rằng là cái không gian cũng như là tất cả những cái gì mà Ngọc Giao Ban muốn dành tặng cho khách hàng, những cái trải nghiệm tốt nhất thì đều có mặt tại cái cơ sở này của Ngọc Giao Ban, một trong bốn cơ sở mà Ngọc Giao Ban đã gây dựng. Còn những cơ sở trong Sài Gòn hay là còn rất nhiều cơ sở khác, như cũng như mọi người đã theo dõi thì cũng đã thấy. Thì như các bạn cũng có thấy đây, thì đây là những cái mẫu ghế massage được phân loại và sắp xếp rất là kỹ theo các cái mức giá. Ví dụ như ở đây là các phân khúc trên 20 triệu đồng, từ dòng Furikyo SKS4600 hay là những cái dòng khác. Và rồi ở bên đây cũng vậy, những cái mẫu từ phân khúc thấp cho đến những phân khúc cao, để mọi người khi tới trải nghiệm cũng như lựa chọn thì mọi người dễ so sánh hơn. Thì như các bạn cũng đã thấy, rất nhiều người cũng hỏi Ngọc Giao Ban rằng là cái cách gì mà có thể kinh doanh cái sản phẩm nội địa Nhật một cách phát triển như vậy. Thì cũng xin thưa cả mọi người rằng cũng không có một cái bí quyết gì hay là một cái công thức gì nó quá cao sang, mà thực sự rằng là quan trọng nhất là chúng ta phải lấy khách hàng làm tâm điểm. Nói như vậy thì nó cũng có điều là hơi hoa mỹ, nhưng thực sự đó là một trong những cái điều mà Ngọc Giao Ban nghĩ rằng là chúng ta phải dựa vào đó thì chúng ta mới mong muốn lựa chọn những cái sản phẩm. Thứ nhất là phải tốt, phải đẹp và phải xứng đáng với những cái giá thành mà mọi người đang sử dụng cũng như là đã bỏ số tiền ra. Ví dụ như các bạn có thể thấy đây, từ những cái chiếc ghế ở phân khúc 2001 hay là tới những cái chiếc ghế mà đã qua sử dụng ở những cái dòng thấp hơn, ví dụ như dòng trên 30 triệu rồi là dòng trên 20 triệu, thì quan trọng nhất là phải lựa chọn được cái chất lượng. Thì thứ nhất là khi chúng ta lựa chọn được cái chất lượng ấy, thì chúng ta mới sở hữu được cái vấn đề bán hàng nó sẽ nhàn hơn. Bởi vì rằng là khi mà sản phẩm chất lượng thì khi bán chúng ta sẽ bớt đi cái chi phí bảo hành cũng như là nhân sự. Bởi vì thực sự với cái hệ thống của Ngọc Giao Ban thì tất cả bây giờ là khoảng độ tầm 20 nhân sự, thì nó rất là quan trọng trong cái vấn đề là điều tiết thế nào để mà cái người nhân viên mình không tốn quá nhiều chi phí, cũng như là chính người nhân viên cũng không tạo ra cái sự mệt mỏi cho chính họ. Thì đó là cái điều đầu tiên, là chúng ta lựa chọn những sản phẩm nó phải còn chất lượng. Cái thứ hai nữa đó là chúng ta phải xây dựng được cái chế độ bảo hành tốt. Tức là hàng mà đã qua sử dụng hay là hàng mới thì cái chuyện nó mà lỗi thì nó là chuyện rất là bình thường. Nhưng câu chuyện rằng là nếu mà 100 điều tốt mà một điều không tốt thì hoàn toàn sẽ vứt đi. Tức là nếu mà không may có lỗi ra thì Ngọc Giao Ban luôn luôn là sẽ xử lý đến cùng, để làm sao là mọi người có thể rằng là an tâm nhất về cái vấn đề rằng là khi mua một sản phẩm thì sẽ được bảo hành. Bởi vì những cái sản phẩm này, như các bạn đã biết, trên thị trường thì có rất nhiều người bán, nhưng quan trọng là họ bảo hành như thế nào và cái chế độ chuyên nghiệp của họ ra sao. Bởi vì nhiều người khi mà họ cũng thấy bán được ghế thì họ cũng mang 1-2 chiếc ghế về họ bán, thì giá của họ thì bán để cạnh tranh nên họ bán giá cũng rất là tốt. Nhưng mà do chính vì cái giá tốt đó nên họ lợi nhuận nó không nhiều và họ không phát triển tập trung. Nên là sau này khi mà gặp phải chế độ bảo hành thì họ không có đủ linh kiện, cũng như là họ không xử lý được cái tình huống nó tốt, nó chuyên nghiệp, thì nó dẫn tới cái vấn đề rằng là
sẽ bị mất khách cũng như là được phản hồi từ khách hàng nó sẽ rất là kém đi. Thì đó là cái lý do tại sao lại sinh ra những cái người bán những cái mặt hàng chuyên nghiệp và phải có một cái đội ngũ đông đảo như vậy. Cái thứ ba nữa mà Ngọc Gia Ban muốn chia sẻ với mọi người đó là chúng ta không thể làm được một mình, làm được tất cả, mà quan trọng nhất là chúng ta phải có một cái đội ngũ nhân sự. Bởi vì thực sự rằng là nếu mà bán với cái lượng ghế ra ngoài thị trường như các bạn có thể theo dõi kênh của Ngọc Gia Ban, hàng ngày có khoảng độ tầm 3 đến 4 đơn, có những hôm gần chục đơn đi các tỉnh như vậy, thì câu chuyện rằng là sau này khi mà cái sản phẩm ra thị trường nó quá nhiều thì nó nỗi, thì làm thế nào để chúng ta có thể bảo hành được, hay là chúng ta có thể đáp ứng được tất cả các cách xử lý. Bởi vì đa phần những cái người bán hàng thì bao giờ cũng sẽ tham hơn, đó là sẽ tập trung vào đi giao những sản phẩm mới, tức là bán những cái, tập trung vào những cái đơn đã bán. Nhưng đối với Ngọc Japan thì Ngọc Japan sẽ luôn đặt cái chế độ là làm thế nào để xử lý các hàng lỗi trước. Bởi vì hàng lỗi ở đây nó bao gồm hàng hết bảo hành và hàng còn bảo hành. Thì câu chuyện ở đây rằng là với cái đội ngũ nhân sự như vậy thì một mình Ngọc Japan không thể rằng là một mình vừa đi giao hàng, vừa đi xử lý ghế lỗi, vừa có thể bê ghế được, mà quan trọng nhất là phải nhờ tới anh em đội ngũ kỹ thuật cũng như là phòng chăm sóc khách hàng hay là đội kế toán, tất cả mọi thứ để làm sao vận hành được một cái bộ máy nó như một cái doanh nghiệp. Thì đó là một cái điều rất là quan trọng. Thì đó cũng chính là cái lý do mà tại sao rất nhiều người khi mà tới với Ngọc Japan, xem qua kênh của Ngọc Japan thì đều rất thích ở Ngọc Japan về cái chế độ hậu sau bán hàng. Còn về giá cả thì mỗi một nơi nó sẽ bán khác nhau, và mỗi một cái chất lượng sản phẩm nó sẽ khác nhau. Bởi vì rằng là có người thì chế độ bảo hành của họ khác, những cái đơn vị mà uy tín thì họ đầu tư sâu về cái chế độ chăm sóc khách hàng cũng như là hậu sau bán hàng, nên là cái chi phí của họ nó sẽ lớn hơn, cũng như là họ chịu trách nhiệm tốt hơn. Lý do là bởi vì họ cần có cái lợi nhuận để duy trì cái bộ máy, cũng như là từ đó mới xây dựng được ra một cái hệ thống lâu dài để nuôi dưỡng chăm sóc khách hàng. Bởi vì nếu mà người ta tập trung vào chỉ bán nhanh để lấy cái lợi ban đầu thì người ta sẽ không tồn tại được như vậy. Còn nếu các bạn theo dõi kênh của Ngọc Japan, hay là trên website, hay là trên trang cá nhân của Ngọc Japan, hay là fanpage, thì các bạn đều thấy rằng là với kinh nghiệm là rất là lâu rồi thì Ngọc Japan luôn luôn đồng hành cùng với khách hàng và đảm bảo rằng là càng ngày càng phát triển, để trên khắp mọi miền của Tổ quốc Ngọc Japan có thể là giao ghế đến tận nơi, cũng như là xử lý các cái vấn đề mà khi hàng lỗi hay là hàng có vấn đề gì, để làm sao mà khách hàng luôn luôn an tâm cũng như là đảm bảo nhất. Thì đây là cái video mà Ngọc Japan vừa muốn chia sẻ với các bạn, vừa quay xung quanh để cho các bạn có thể rằng là hiểu hơn về các cái chế độ tại Ngọc Japan. We'll be right back.